Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 10 câu 31 đến câu 42. Khi ấy người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi họ rằng: Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta? Người Do Thái trả lời: Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc làm, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lại: Trong sách luật của các ngươi không có chép lời này sao? Ta đã nói các ngươi là thầy thần. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng ông nói lộng ngôn? Vì ta đã nói ta là con Thiên Chúa, nên nếu ta không làm những việc của Cha Ta thì các ngươi đừng tin. Nhưng nếu ta làm những việc đó thì dầu các ngươi không muốn tin ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết rằng và tin rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Bởi đó họ tìm cách bắt người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người qua lại bên kia sông Giô-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa và người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng người, họ nói: Gioan đã không làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả, và đã có nhiều kẻ tin người. Anh luôn hẹp hoa giang ở đây bé. Bình ta một năm và đọc. Lâm anh luôn. Kính thưa trần đoàn, cách đây hai hôm có một cô bé chắc năm nay cũng ngoài 30 nhắn tin cho ma: Cha ơi, con nói cha nghe cái này, cha đừng la con nhé. Con bỏ đạo lâu rồi. Con bỏ đạo lâu rồi. Đó là quyền tự do của mỗi người. Mình chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho cô bé đó. Thật ra thì có lẽ cô ta can đảm, cô ta nói với Ama: Con bỏ đạo lâu rồi. Thật sự không phải một mình cô ta bỏ đạo đâu, nhưng mà rất nhiều người gọi là còn theo đạo đó, nhưng còn niềm tin vào Chúa hay không, còn giữ đạo và còn sống đạo hay không. Ngay cả cái chuyện mà chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày, trong các giáo xứ, đôi khi người ta chỉ giữ đạo thôi chứ người ta không sống đạo, bởi vì người ta không còn tin vào Chúa nữa. Những ngày này chúng ta thấy có những cuộc tranh luận của người Do Thái với Chúa Giêsu. Họ thấy Chúa Giêsu làm những điều tốt đẹp cho họ, nhưng họ đã không tin vào Chúa. Họ tìm cách loại trừ Chúa. Ngày xưa cũng như thế, và ngày hôm nay cũng như vậy thôi.
Chúa ban cho người ta quá nhiều ơn lành, nhưng mà người ta không có cảm được cái điều ấy, và người ta không tin Chúa. Mấy lần ra mà lễ mà cứ nghe Ma Thịnh nói Ma thấy không vui, vì thương tụi con nên các ma cứ nhắc đi nhắc lại chuyện chúng con phải học và không có được lấy chồng sớm. Nghe riết nó mệt, bản thân ma cũng vậy, ma cũng không muốn nhắc, nhắc miết nó mệt lắm. Tại sao chúng con lại đi vào cái con đường bỏ học? Tại sao chúng con lấy chồng sớm? Bởi vì mình thiếu suy nghĩ, hay cái suy nghĩ của mình không đúng đắn, và mình không cảm nhận được Thiên Chúa đang ban cho mình rất nhiều ơn. Đời sống Kitô hữu của mỗi người cũng vậy. Chúa ban cho con người ta rất nhiều ơn, nhưng mà người ta đã không đủ tỉnh táo, không đủ tỉnh lặng để nhận ra ân huệ của Chúa, và lòng người ta cứ chai cứng đi. Thử hỏi rằng ngay cả cái sinh mạng của chúng ta, cái sinh mạng của chúng ta có là từ đâu? Rồi tất cả những gì chúng ta đang sở hữu, từ trí tuệ cho tới gia sản, di sản, vật dụng của chúng ta có từ đâu? Phải chăng là của chúng ta? Không đâu. Đừng tự cao tự đại. Chỉ cần một cơn gió thoảng thôi là tất cả những gì chúng ta đang có, sẽ có, và thậm chí cái sinh mạng của chúng ta trở thành hư vô. Chúng ta vẫn cứng đầu cứng cổ, chúng ta vẫn không tin Chúa đó. Chúng ta không như những người Do Thái ngày xưa là tranh luận với Chúa, bởi vì Chúa không hiện diện trực tiếp với chúng ta, nhưng qua cái lối sống, qua cái hành vi diễn tả đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta đâu có diễn tả một Chúa sống ở trong tôi. Ngày hôm qua Ma có viết một cái bài câu chuyện ngắm đứng. Tại vì như thế này, có một cô hỏi rằng là chỗ cha ở có ngắm không cha? Người Gia Rai của chúng ta không có cái văn hóa ngắm đứng ngắm rằng. Quần thương khó đứng Giê-xu Ki-tô, có mười bốn chằng, chằng thứ nhất thì ngắm, thứ nhất thì ngắm Chúa Giê-xu ra gặp quán phi là tô. Người ta ngắm, cái đó là cái văn hóa ngắm. Cái văn hóa ngắm đó trong mùa chay để đưa người ta đến với Chúa. Nhưng mà tiếc thay, cái văn hóa ngắm ấy nó cũng đưa người ta đến tội lỗi, hơn thua, tranh giành, có quyền mới chia phiên cho người này được ngắm, còn người kia không được ngắm. Thế là có một người than trách với ma: cha ơi, cái ông đó ông ghét con, ông không cho con ngắm. Ủa, người ta ngắm để suy niệm cuộc thương khó của Chúa, hay là người ta đi ngắm để người ta hơn thua nhau? Trong ca đoàn cũng vậy, dành solo, thích solo, được ca trưởng hay được đoàn trưởng mà quý mến thì cho solo, còn cái người mà không thích thì không được solo. Và người ta đi ca đoàn như vậy là vì lòng yêu mến Chúa hay là vì lòng yêu mến người ta? Đó là những cái câu chuyện rất thực ở trong cuộc đời này thôi.
Người ta đi lễ, người ta đi đến với Chúa, nhưng mà người ta chỉ sống ở cái hình thức bên ngoài thôi. Khi mà Mai cho cái bài viết đó lên mạng thì một số người tâm sự: cha ơi, cha viết điều đó rất đúng, và trong đó có hình bóng của con để con nhìn lại. Thế thôi. Có những người vui lắm, hát đáp ca, thế là phải nhờ một đứa ngồi ở dưới quay đúng cái bài hát đáp ca của mình hát, xong mình post lên mạng để mình khoe rằng: ơ, cảm ơn chị, cảm ơn anh, cảm ơn cô, hôm đó đã sắp xếp cho em được hát đáp ca. Mà không hiểu họ hát cái đáp ca đó, họ có hiểu được cái ý nghĩa của cái thánh vịt ngày hôm đó hay không. Mà điều họ quên rằng quy tắc của phụng vụ là đáp ca là phải đọc đúng thánh vịnh, hát đúng thánh vịnh, chứ không được biến tấu. Nhưng mà người ta lấy cái bài hát đáp ca đó để người ta ra người ta diễn xuất, quay phim, quay đúng cái bài đáp ca đó thôi. Xin lỗi, đi lễ mà thậm chí bài đọc không biết có nhớ hay không nữa. Con gái, cái gì mà liêm diêm rồi. Hồi nãy con đọc bài đọc 1 á, con nhớ bài đọc 1 nói gì không con? Bài đọc 1 trích trong sách gì? Bài đọc 1 trích sách gì thôi à? Sách gì? Ở Jeremiah. Ít nhất nó cũng còn an ủi tuổi già của tôi chứ. Rồi nội dung của bài đọc 1 trong nhà thờ này ai nhớ không? Ngày hôm nay Jeremiah nói về cái thân phận của Jeremiah là: tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng người này gieo khủng bố khắp nơi, chúng ta sẽ tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó. Thân phận của Jeremiah cũng chính là thân phận của các ngôn sứ và là thân phận của Chúa Giêsu bị người ta ném đá. Đôi khi đi lễ đọc bài thích đọc lắm, lên đọc cho mọi người thích mình. Hôm nay có thậm chí là son phấn nữa cơ. Gia Rai mình được có cái may mắn là không có áo dài, không có son phấn, có làm sao mặc vậy lên đọc. Lên đọc bài nhưng mà đôi khi mình cũng không nhớ mình đọc cái gì nữa mà. Và như thế mình đang đặt niềm tin vào Chúa hay mình đang đặt niềm tin của mình vào ai? Bởi vì đời sống đức tin của mình nó không có bén rễ sâu vào trong Đức Kitô, để rồi mình không nhận ra tất cả những ân huệ mà Chúa ban cho mình, nên niềm tin của mình dễ lung lay lắm. Ở trong ca đoàn mà mình không được thỏa mãn, mình không được hát solo là mình nghĩ. Ở trong hội đoàn mà mình không được nắm giữ chức quyền hay là mình không được điều khiển người khác là mình lẫy, mình nghĩ. Cái mùa ngắm này mà tôi không được ngắm là tôi nghĩ, tôi ở nhà, tôi không có đi ngắm. Hóa ra rằng là đi tới nhà thờ chỉ chủ đích tôn vinh cái tôi của mình, tôn vinh chính mình và cho người khác biết mình thôi, chứ mình không có tôn vinh Chúa một cách thật sự. Mình không tin Chúa thật sự. Người Do Thái ngày xưa không tin Chúa và loại trừ Chúa, ném đá Chúa, bởi vì họ không cảm nhận ra tất cả những ơn lành mà Chúa ban cho họ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy thôi. Niềm tin của chúng ta cũng lơ lơ lửng lửng. Như con bé kia nó bảo con bỏ đạo là nó can đảm, nó nói con bỏ đạo. Nhưng mà rất có nhiều người bỏ đạo mà không dám nói, không đến nhà thờ mà không dám nói, không đi lễ mà cũng chẳng dám nói, hay là niềm tin nửa mùa mà không dám nói. Ngày hôm nay chúng ta thấy những người Do Thái tranh luận và ném đá Chúa Giêsu bởi vì họ không tin Chúa Giêsu. Chúng ta cũng đặt lại niềm tin
cuộc đời của chúng ta vào Chúa, chúng ta đang coi chúng ta đang tin vào ai.